Nghèo nhờ. Nghèo nhờ. Nghèo ra thủy. Sao bạn, thế nào, đi thế này được không? Được. Tí nữa khi đường vòng về bạn muốn sang đấy không? Có. Nhá, bây giờ đi vào hồ ra ngoài. Bây giờ là mình đang ở trong bản này. Bây giờ anh giúp em đi chở thêm mấy anh em vào nhá. Em gửi tiền xăng nhá. Có sữa, có bánh cho các cháu. Hôm nay lại trở lại đấy, cái bản. Ừ, bạn. Ui, bắt đầu thạt to chưa? Xe phải đây, đi vào đây. Khủng khiếp quá. Tiến lên, tiến lên. Tiến lên tí nữa đây. Anh vừa rồi gặp mưa đá như này luôn. Ui ui, đá văng này. Xe đầu kéo Vlog xin chào cả nhà nhé. Hiện tại thì em Tú đang có mặt tại huyện Quế Phong của Nghệ An. Hôm nay là anh em mình là sẽ có hành trình đi sang bên Kỳ Sơn. Trước mắt là trên đường đi thì mình sẽ là ghé với lại huyện Tương Dương, mà cái nơi bản biệt lập mà Tú đã quay gần đây, thì hôm nay Tú sẽ đưa anh em Nguyễn Tất Thắng là đi đến đấy. Giới thiệu với bạn đây là có chuyến đi lần này rất là vui, đồng hành cùng với 4 chàng ngự lâm người Tày. Trong đó là đây là có 2 chàng rồi. Còn 2 chàng nữa là đang ở trên xe đúng không? Trên xe. Đấy, bây giờ là mời các bạn là theo chân mình một chút để trước giờ lên đường thì có công tác chuẩn bị. Đây là chàng 2 chàng ngự lâm tiếp theo. Đấy. Mua được mì tôm chưa bạn? Cho lên rồi gì? Thế là anh em mình đã chuẩn bị được mì tôm rồi, nhưng mà bây giờ là sáng đang tranh thủ sáng sớm là phải lên đường luôn nhá. Đi lên luôn đi các tráng sĩ ơi. Đồng hành trên xe này thì mình sẽ là có bạn Hậu kênh Minh AQ. Đấy, và bạn Nguyễn Tấn Thắng thì hôm nay đã từ bỏ xế cưng để sang đây đồng hành cùng anh em mình mà từ hôm qua đến giờ luôn. Từ khi ăn cơm xong là đã ngồi cái hàng ghế đằng sau là nó hơi thẳng lưng tí đấy. Nhưng mà đi Y10 các thứ của taxi dù anh Sự là quen rồi ấy. Anh em thì đang có hành trình hôm nay là mình sẽ đi, trước mắt là điểm dừng chân đầu tiên là còn 50 km nữa là tới chỗ xã Hữu Khuông để mình sẽ là đi vào lòng hồ thủy điện Bản Vẽ. Đấy, chuyến trị này là thuộc xã biên giới chưa bạn? Cũng giáp biên giới, khoảng cách khoảng cỡ là theo đường chim bay chắc là khoảng cỡ là 20 km. Thế nhưng mà cái vùng này thì nó cũng là, từ đây trở lên là nó cũng là thuộc là giáp với Lào rồi đấy. Mình đi con đường hôm nay mình đi là đường Tây Nghệ An. Tây Nghệ An. À? Tây Nghệ An. Phía Tây đấy. Phía Tây, Tây là phía Tây là giáp với Lào bạn ạ. Còn phía Đông là giáp với Biển Đông. Đấy, thì mình sẽ đi cái vùng này là Tây Nghệ An. Con đường Tây Nghệ An. Nó cũng na ná giống một chút gì đó về Hà Giang đúng không? Hay là Tây Bắc đúng không? Đúng rồi. Vùng này thì bạn đi đây thì cũng có nhiều cái gọi là núi, nhưng mà nó lại địa chất đất nó không có giống như kiểu của Hà Giang. Hà Giang thì núi đá rất là nhiều. Đây thì vẫn có đất để bà con canh tác được. Chứ còn ở Hà Giang thì nước cũng có, đúng rồi. Như vùng hoang mạc đá của bạn Thắng thì mình thấy là một cái vùng mà khắc nghiệt nhất. Vùng đấy là vùng mà nói chung là nếu mà để lần này Thắng đi thì Thắng sẽ đánh giá được xem là khu vực hoang mạc đá có phải là vùng khó khăn nhất Hà Giang hay không. Tại vì lần này bạn Tú bạn ấy sẽ dẫn Thắng đi dọc cái dãy đường Trường Sơn, đúng rồi, biên giới Việt Lào, rồi xuống Campuchia, xuống khu vực Tây Nguyên đấy. Đấy, rồi là Thắng sẽ đánh giá được về thứ nhất là khí hậu, thứ hai là về vùng đất, rồi là con người, rồi là thổ nhưỡng, những cái ưu đãi, rồi những cái khó khăn và thuận lợi, thì Thắng có thể biết được là hoang mạc đá có thể là cái vùng khó khăn nhất hay không nhé. Về khí hậu của vùng Tương Dương này là vùng nóng nhất của Việt Nam luôn.
Tức là cái nền nhiệt thường vào mùa hè thì lúc nào cũng cao, gọi là nắng nóng kỷ lục hết. Thế à? Là khi lên dự báo thời tiết ấy, là người ta sẽ dự báo về những cái vùng núi cao của huyện Tương Dương, rồi có thể là Kỳ Sơn. Mặc dù là trên núi nhưng mà lại vẫn là nóng. Đấy, là cái vùng mà nóng nhất vì ảnh hưởng cái gió phơn của dãy Trường Sơn là thổi về. Thì... bây giờ tôi đang thấy là bên kia là cũng mây mù kìa, cũng đang như kiểu là lạnh lắm ấy. Hôm nay anh em mình đi là gặp phải cái thời điểm này là thời tiết mới mưa xong. Ăn ở là gặp may mắn rồi. Người cho ta nên bảo là... như này là may mắn đúng không? Chưa phải vào cao điểm cái mùa tôi nắng là nóng. Sợ nóng nhất đấy. Và chiều qua bạn đi là toát mồ hôi đúng không? Vã hết mồ hôi rồi. Mình cả bắt đầu thấy rát cái gò má này này. Nó khí hậu nó thay đổi. Vào đến đây là không khí rồi là lúc đấy là nó oi nữa. Đoạn này thì anh em mình mới từ thị trấn ra cho nên là đường xá nó đang còn đẹp. Đẹp. Các thứ phong cảnh buổi sáng này. Cái này mùa lúa chín cũng đẹp mà nhờ bạn. Quay sang bên kia là thấy đấy, đúng rồi. Mùa lúa các thứ là đang xanh đẹp. Đang lúa con gái đấy. Mình đã đi vào bản này thì toàn là người Khơ Mú nha bạn Thắng nhá. Đây là khu này á? Không, cái khu anh em mình hôm nay đi vào ấy. À, biệt lập Khơ Mú, người toàn Khơ Mú, là người không Khơ điện. Mú. Đúng rồi. Không đường luôn. Không đường bê tông, nhưng đường đất thôi. Đường đất, đất và... họ cuốc từ ngày xưa ấy. Rồi không sóng điện thoại. Trường thì có mỗi trường mẫu giáo thôi. Họ có ăn mèn mén như ngoài Hà Giang không? Họ không ăn mèn mén, họ có gạo ăn à? Gọi là làm được ít gạo nào thì họ ăn gạo ấy, ăn xôi ấy. Ông sau có cái thời gian này xong rồi khi nào anh em mình trở lại khu vực vùng Điện Biên. Có vùng người ta nói là ăn bo bo ấy. Ông đi ăn cái đấy chưa? Chưa, mình chưa đấy, ăn bo bo luôn. Tôi phải tìm cái vùng mà đồng bào người Mông họ ăn bo bo. Cái vùng này thì nói chung là con của họ ấy, cứ buổi chiều là thứ bảy chủ nhật thì bắt đầu đi về nhà thì còn ban ngày thường là đi học thì ra trường nội trú học. Đến ngày thứ bảy hôm nọ mình lên mình gặp chủ nhật mình lên thì mình gặp là cái cảnh là gia đình mới đưa con gọi là đi học thì bắt đầu là đưa ra bến thuyền, thuyền bắt đầu lên thì các cháu lại đi bộ ra trường ra xã. Ở đây tôi thấy đa phần là khi mà những cái vùng mà bắt đầu nói lên đến vùng núi cao của huyện của tỉnh Nghệ An này thì nó cũng na ná giống cái quê tôi ở Tuyên Quang ấy. Đúng đấy. Những cái vùng này này. Cái địa chất đúng không? Địa giống, hình giống vùng Trung Du Tuyên Quang đấy, với cả ruộng Phú Thọ đẹp đúng không? Cũng có cây cọ cây cau, ruộng lúa hơi bằng một chút, chưa có bậc thang nhiều. Còn phần đa của người đồng bào ở tỉnh Nghệ An này thì là người Thái, là chiếm gọi là đa số luôn. Xe này là ông đã chạy con Ranger này bao giờ chưa? Ranger này thì mình đi rồi. Đi rồi à? Đi cả Raptor rồi, cả F-150 rồi ấy. Thế mà hôm nay thì đồng hành cùng với cả anh em là Thắng cũng nói rằng là nói chung là lái xe thì không ai nói là nhất được, không ai là tất cả được, không ai nói trước được bất cứ điều gì. Nhưng mà Thắng cũng rất mong rằng là trong cái chuyến đi lần này thì bạn Tú là người mà đã bỏ rất nhiều thời gian để đón anh em Tất Thắng vất vả từ hôm qua ở Diễm Châu bắt đầu ngược lên rồi là bắt đầu chạy con xe của em Hậu. Trong suốt cái quá trình mà Thắng đi miền Trung rồi là xuống vùng Tây Nguyên rồi ra vùng phía Tây đấy, Cà Mau đấy, anh em Thắng phải nhờ cậy vào bạn Tú ấy rất nhiều trên cái tuyến đường để bạn ấy làm như nào để cho anh em có thể an toàn nhất đấy, khi mà kết thúc cái chuyến hành trình xuyên Việt này ở tại Cà Mau đấy. Nói chung thì các bạn ạ, Tú thì chỉ được cái là biết đường xá nhiều thôi. Nhưng giỏi thì không phải giỏi, nhưng mà mình sẽ là biết được gọi là đường xá đi lại làm sao cho thuận tiện đấy để anh em đi. Thứ hai nữa là không có bị về là không có giấy khen gửi về cũng là một cái mà quan trọng khi đi đường xa đấy. Hậu là nó ngồi nó cứ cười tủm từ nãy giờ, không có giấy khen là vui rồi. Thứ ba nữa thì mình là một người con của miền Trung cho nên là khi biết được tin bạn Thắng mà có những cái chương trình đi ở miền Trung đây thì vừa quay được cái đời sống của bà con ở miền Trung thì mình phải nói là cái đây là cái cũng là một cái trách nhiệm của mình để mà đồng hành cùng bạn Thắng mà trên những cái quãng đường của miền Trung Tây Nguyên được thì một điều mà quá là tuyệt vời rồi.
Ví dụ như bạn Thắng thì đi đâu thì cũng có rất là nhiều người mà có thể là sẵn sàng đưa đón bạn Thắng được, nhưng mà Tú thì sẽ là người gọi là có thể đồng hành với bạn Thắng là từ đầu đến cuối cho đến mũi Cà Mau được. Okay. Bỏ hết thời gian được các bạn ạ. Lúc nào mà Hậu nó buồn ngủ quá thì cho nó lái. Đây là thanh niên này là buồn ngủ với lái xe. Ngồi bên nó buồn ngủ với lái xe. Chứ còn tỉnh là muốn ngồi chơi để ngủ. Hôm qua Hậu nó bảo là anh Tú anh lái xe mà cứ như ở mắc võng cho em ngủ ấy, nên là nó buồn ngủ quá. Dù ngủ rồi. Chắc là chưa đủ độ lắt léo như kiểu trên cao nguyên đá đúng không? Buổi sáng thì cũng mây mù, cũng nói chung là mát mẻ các bạn ạ. Thì hy vọng là hôm nay anh em mình đi gặp được cái thời tiết nó mát mẻ như thế này để cho anh em Nguyễn Tất Thắng là đỡ vất vả. Chắc giải dưới này là vẫn là người Thái chứ tôi nhìn thấy là toàn nhà sàn với cả lúa này đúng không? Đúng rồi bạn ơi, có cả người Khơ Mú ở lẫn nữa. Bây giờ hơi khó nhận định, họ ở nhà tương đối giống nhau. Thế à? Nhưng nếu khi nhìn trang phục thì mình mới biết được. Với nhìn cái người Khơ Mú thì họ lại hơi da họ hơi ngăm ngăm một chút. Còn người Thái thì họ sẽ hơi trắng. Đấy, về cái ngoại vóc hình dáng ấy, là người Khơ Mú là nhìn thấp khắc, hơn à? Khắc khổ hơn đúng rồi. Khắc khổ hơn. Còn người Thái thì cũng nổi tiếng rất nhiều rồi, những em gái Thái rất là xinh rồi. Ở vùng Mường Lò rồi là Điện Biên, Lai Châu, những người Thái rồi là người Mường, là những cái người mà có những cái cô gái rất là xinh. Thường thì các bác xem là cũng thấy là họ lại còn có cái cảnh tắm tiên ở suối ấy. À, rất là mê. Rồi, ăn tôm cơm nắm tắm tiên này đúng đấy. Không? Còn đây thì ở đây chắc là họ không tắm tiên nhỉ? Ở đây thì thực ra khi họ đã vào đến đây thì họ mai một dần rồi. Nếu mà bản sắc thì ở ngoài kia sẽ còn giữ được xòe bản sắc đấy, nhiều hơn. Chứ còn trong này trong thì còn xòe nữa không biết. Còn nhưng mà tức là họ đã mai một rất là nhiều, kể cả về trang phục. Yeah. Và trong này thì mình đi đây thì có nhiều nơi họ mai một, kể cả đến trang phục cũng không còn mặc nhiều. Thế hệ trẻ không còn mặc nhiều, bây giờ chỉ có là thế hệ các bà lớn tuổi thôi. Gọi là lớn tuổi đó, trẻ trẻ nữa là bây giờ chị em đã mặc theo trang phục của người Kinh mình nhiều ấy. Nên là cũng khó nhận biết. Đấy, dần mai một rồi, nhưng mà chỉ đi vào những cái vùng ở trên này thì nó với gọi là mình đang gặp được cái sự đặc trưng. Nhưng mà hôm nay cái bản làng này Nguyễn Tất Thắng được đi đến ấy, tôi đánh giá là một cái bản làng mà cực kỳ thân thiện luôn. Thế à? Một trong những bản làng mà thân thiện nhất Việt Nam. Thế à? Ừ. Vào đấy ai gặp không quen biết ai cũng ra bắt tay chào hỏi liềm nở. Ôi. Ôi. Thế là họ giao lưu đối ngoại. Cái này hôm nay nó vướng cái xe. À, tắc đường à? Siêu trường siêu trọng. À, xe này là chở tu bin của máy ấy rồi. Máy thủy điện rồi. May là vẫn lọt cho anh em mình đi đấy. Hai cái tu bin to thuê. Đây họ phải thuê xe kéo kéo lên này. Thế à? Đúng rồi. À, không, họ bị cái xe này hỏng. Xe này hỏng nó làm tắc họ ấy. Chứ tưởng hai máy chở tu bin. Trên này là vẫn là chắc là còn nhiều sông suối làm thủy điện đúng không? Đúng rồi bạn ơi. Thì bây giờ mình đi vào đấy là cũng là thuộc khu vực thủy điện rồi. Thì bây giờ là Tú cũng đã chia sẻ ngắn ngắn một chút cho bạn về cái lịch trình buổi sáng của anh em mình. Hôm nay thì Tú sẽ chủ yếu là bắt đầu vào đèo, chia sẻ những cái đoạn đường thôi để cho các bạn biết là hành trình của anh em Nguyễn Tất Thắng đi như thế nào. Còn sâu hơn, chi tiết hơn về cái khám phá về bản và giúp đỡ một số hoàn cảnh thì các bạn có thể là xem chi tiết ở trên kênh Nguyễn Tất Thắng, kênh Minh A Quy, rồi kênh của bạn Thắng có một kênh hậu trường Team Nguyễn Tất Thắng cũng rất là vui. Đấy, có những cái khoảnh khắc đời sống có thể là quay về Tú hay là Nguyễn Tất Thắng của anh em mà đi trên đường. Có rất là nhiều điều thú vị để chờ đợi chúng ta trong cái chuyến đi lần này. Mong các bạn là ủng hộ, đồng hành. Bây giờ thì tí nữa mình sẽ gặp lại các bạn ở con dốc là 20%. Đây cái đèo này cũng bắt đầu là đèo rồi đấy. Bắt đầu đèo vừa vừa đấy bạn ạ. Dốc 20% nữa. Tí nữa thì mình đi một con dốc là 20% đấy. Nghèo nhờ. Nghèo nhờ. Không hiểu là nguyên thủy. Sao bạn, thế nào, đi thế này được không? Được, bạn của tôi tuyệt vời. Tí nữa khi đường vòng về bạn muốn sang đấy không? Có. Nhá, bây giờ đi vào hồ ra ngoài. Tôi sẽ phải ở bản này một ngày. Đấy, thì hôm nay nha, mình đi vùng này cho bạn đi một ngày rồi nhá. Ờ, bây giờ là đi vào trong kia xong là buổi trưa vòng qua đây nha, mình đi vào đây nhá. Đấy. Ở đây...
Các bạn xem là có những bản làng làm bạn Thắng là cũng gọi là thấy là bà con vất vả nên bạn Thắng sẽ ở đây cho đến buổi chiều luôn để xem là có cái bản mà mình chiều bây giờ đi là đi sao. Còn mấy cây nữa là đến cái bến thuyền. Okay. Xong cái này mình sẽ dành trên đường về nhá. Anh em đang dừng. Mình lại phải quay ngược ra. Ngang dốc một chút đúng quay rồi. Ngược ra đây à? Đúng rồi, đúng rồi. Cái đường về mình là đường này mà. Okay. Cái dốc kinh nhá. Đấy. Dốc này 20% anh Sự ạ. Các bạn ạ, đây là cái vùng hôm nay mình sẽ đưa Nguyễn Tất Thắng đến. Ôi, dưới có cây cổ thụ to ấy nhỉ. Đấy, báo cáo với các bác là anh em Tú là đã đến với xã Hữu Khuông và đang chuẩn bị là đi xuống bản. Chỗ địa điểm là mình gửi xe. Và trên này thì người ta cũng đã đang làm công trình cầu với đường để sang bên một số cái bản biệt lập ở đây rồi. Đây là bắt đầu vào hồ thủy điện Bản Vẽ. Thắng à? Ở Thắng đây rồi. Ok. Đây, ngồi thấp xuống nhá. Anh em mình bắt đầu là ra bản. Bên kia là đội kia có cái tên rất là hay. Đó là Hậu Sự. Có người đang đi theo mình, đó là bạn tên là Toại Nguyện. Toại Nguyện Hậu Sự các bạn ạ. Với Mạc Minh. Chưa bạn ơi, lòng hồ còn xa lắm, đây mới gọi là cái ngõ ngách rồi ấy. Ngõ ngách à? Nó chia ra thành nhiều ngách ấy. Nếu mà nhìn trên cao nó kiểu hình con rồng ấy. Bây giờ là mình đang ở trong bản này. Bây giờ anh giúp em đi chở thêm mấy anh em vào nhá. Em gửi tiền xăng cho. Có sữa, có bánh cho các cháu. Đấy, hôm nay lại trở lại với bản. Bà con đang đâm gạo dưới đấy để nấu trưa ăn cơm đấy à anh? Đúng không? Đang đâm gạo kia đúng không? Đấy, đang giã gạo này. Vâng. Đây là Tú đã vào đến bản các bạn ạ. Bây giờ là đang liên hệ được xe ra để đón anh em vào rồi. Chứ không phải đi bộ vào trong này thì khá là xa và trời nắng nữa. Đường dốc nữa thì sẽ rất là mệt đấy. Đấy, các bạn có thể thấy là những ngôi nhà đầu tiên thì chuyến trước Tú đã quay nhưng mà tập đấy nó không có được nhiều người biết đến, nó khá là ít lượt xem. Hôm nay mới có thể là chia sẻ cận cảnh cho bạn xem về những ngôi làng biệt lập ở miền Trung mình nằm trong rừng. Ở trong bản thì có hơn 70 hộ, như là 73 hộ là người Khơ Mú là sinh sống. Trong đó là có một hộ là người Thái các bạn ạ, duy nhất một hộ. Các bạn thấy là những ngôi nhà rất là nhỏ và tạm như thế này thôi. Rất là tiếc là kênh của Tú thì không có chuyên về thiện nguyện, nên là cũng không có kêu gọi, không có nhà hảo tâm nào để giúp đỡ được bà con. Đấy, mình thì cũng rất là mong gọi là nhận được nhiều cái sự quan tâm, nhưng mà kênh mình trước giờ mình cũng không có đi quay kiểu theo kiểu giúp đỡ như thế này. Các bạn thấy là chỗ nào thì cũng có là những mảnh đời khó khăn hết. Bà con ở đây thì sinh sống lấy nước ở dưới suối đây để giặt rũ hoặc là nấu ăn ở dưới suối đây hết này. Hôm nay thứ bảy thì các cháu chắc là một số các cháu đều học và sẽ không phải là đi học. Trường mầm non hôm nay thì cũng nghỉ, trong này chỉ duy nhất là có một trường mầm non đây. Đây là trường mầm non đây. Không có điện, điện là phải dùng năng lượng mặt trời. Và một số nữa thì nhà nào có tua bin thì sẽ dùng với lại cái nước ở bên dưới này. Hôm nay Tú vào đây thì cũng chỉ mua thêm những cái đồ như kiểu là bánh kẹo, nước, sữa để cho các cháu nhỏ. Lại thì những cái giúp đỡ cho một số hoàn cảnh thì bạn Nguyễn Tất Thắng là người chủ trương chính. Cái lần mà đầu tiên mà khi Tú đặt chân tới đây thì bạn biết không, là cũng hơi lo lắng.
Mặc dù là có một người anh, đó là anh Cường ấy, là đã dẫn Tú đến đây rồi, nhưng mà mình vẫn một cảm giác là sợ sệt khi mình đi vào một cái bản mà biệt lập như thế này. Nhưng mà khi bước chân vào đến đầu làng là tất cả bà con trong bản gặp ai là người ta cũng ra hỏi thăm mình, hỏi thăm xem mình có khỏe hay không rồi bắt tay. Cho nên điều đó cũng để lại cho mình một cái dấu ấn rất là đặc biệt trong những cái bản làng mà mình đã từng qua. Đấy là một cái cảm nhận đầu tiên về bản mà mình đang đến đây. Bản Huy Pủng, tên hơi khó nhớ thì các bạn thông cảm. Thì bây giờ mình đang chờ anh em team Nguyễn Tất Thắng là đang được xe đón vào. Mình đi vào đây để liên hệ trước một chút để xem chuẩn bị công tác cho anh em đến đây để sẽ là quay phim rồi chia sẻ cho các bạn xem. Các bạn có thể xem chi tiết trên kênh của Nguyễn Tất Thắng. Chào mẹ con nhá. Hai bé này là đi học tiểu học, hôm nay đón về đúng không nhỉ? Không. Hay là... cháu cũng khỏe, đi trạm xá khám à? Đi xa không cháu ơi? Lại chú cho hộp sữa này. Lại đây. Hai cháu học lớp mấy rồi? Lớp 4 à? Là học tiểu học thì được, bây giờ là được nghỉ đúng không? Này, hai anh em hai hộp. Nhà con cháu nào nữa không? Hai đứa này. Đây, đây để xé ra cho chú, để chú cho bạn khác nữa. Không bị ốm à? Thế cháu bị ốm sao đấy chị? Cháu bị ốm sao đấy? Viêm phổi à? Em mua thuốc được chưa? À đấy à? Ừ, rồi thế thôi đi về nhá. Uống sữa nhá. Ừ. Rồi. Thế vất vả nhỉ, mỗi lần đi khám đi xa. À. Mình có nghe thấy tiếng xe máy rồi. Úi giời. Anh này anh khỏe thế. Kẹp đôi luôn à? Kẹp được đôi luôn. Úi giời. Anh đẳng cấp quá, kẹp đôi luôn à? Em là vào bản đây là chưa có ai kẹp được đôi đâu đấy. À, thế nào anh em? Sao? Thế anh em thấy choáng chưa? Đường đi xe máy rồi. Vòng ra đón tiếp anh. Tí vào bọn em gửi tiền xăng nhá. Sao cán bộ đường lối đi vào đây thấy cảm giác sao anh? Bây giờ thấy nắng chưa? Nắng rồi thấy... Bắt đầu thấy nóng rồi. Thấy tranh vênh nhà cửa tranh vênh không? Ừ. Đây đúng mức là tranh vênh thật sự đúng không? Nhà cửa đây một chục lắm nhỉ. Đấy. Nhưng bạn thấy... họ vẫn làm kiểu nhà sàn là sạch. Ừ. À, như này là sạch. Nhưng bạn có thấy đấy, ví dụ như cái ngôi nhà đối diện đấy là khác gì ngôi nhà mà hôm nọ ở trên Hoang Mạc Đá mà Phạm Dũng phá đi xây cho đúng không? Ừ. Chẳng khác gì mấy, nhưng mà được cái là có ván. Ở đây là có gỗ. Có gỗ. Đất này đất rừng. Đất rừng cho nên là được cái là một số nhà có gỗ. Chứ một số nhà ở đây thì như nhà này chẳng hạn này vẫn là phên bằng tre bằng lứa này đúng không? Đấy. Ôi, giữa trưa nắng. Nắng quá. Nắng không nắng? Ở ngoài này mát hơn đấy, ngồi với quạt hơi nóng ấy. Ngoài đấy gió trời đỡ hơn. Có khi ngồi dưới sàn dưới này. Mát hơn nhưng vào trong nhà nóng lắm. Có sôi rồi bạn ơi. Nước sôi đấy. Đoàn anh em hôm nay này, vào nắng quá này. Mặc mình bây giờ thở oxy rồi. Anh em thở hết rồi. Các bạn thấy là chuyến vừa rồi Tú đi về là nó ốm hơn là thế đấy. Đang lạnh gặp nắng rồi lại lạnh rồi gặp nắng rồi. Nó cứ thế. Đây, đang nhờ anh trong bản đun nước hộ. Anh em là tí nữa pha mì tôm ăn. Chưa sôi à anh? Sôi rồi à? Vâng. Sau khi mà thăm bản xong thì giờ anh em mình đã về bờ các bạn ạ. Đúng là gọi là đích thực là về bờ. Sau đó là mình sẽ đưa Nguyễn Tất Thắng đi một bản nữa rồi sẽ đi về Mường Lống. Tối hôm nay mình sẽ ngủ ở bên bản Mường Lống. Rồi ngày mai sẽ đưa Nguyễn Tất Thắng đi chợ phiên Đậm Cắn.
Hay không à, hai thanh niên? Hay không? Hay không? À, bất ngờ anh em mình đi đến đây gặp mưa đá các bạn ạ, đang phải rời xe. Đây này có đá này. Ôi, có đá này, có viên đá này. Ôi, cầm lạnh luôn đấy. Rồi lần đầu tiên trong đời mình chứng kiến mưa đá luôn đấy. Thật sự phải chạy xe ở đây rồi. Bây giờ có ai có số của Hậu gọi khẩn cấp xuống đánh vào. Đuôi đánh vào đây, chéo vào đây anh ơi. Đánh đầu vào đây, đánh đầu thẳng. Cẳng thế nhở. Bất ngờ gặp cơn mưa đá này. Mà đây là chưa hạt chưa to lắm. Không ngờ rằng là, ôi kìa, đá rơi ra đường kìa. Đấy, đá rơi ra đường kìa. Ôi, bắt đầu hạt to kìa. Xe phải đây, đi vào đây. Đây anh em phải gấp rút lùi tiến xe vào trong nhà. Móc sang bên này tí. Tiến lên. Được tí nữa đấy. Rồi. Khủng khiếp quá. Tiến lên, tiến lên. Tiến lên tí nữa đây. Tiến lên tí nữa. Quá khủng khiếp luôn. Chưa bao giờ gặp luôn. Anh chưa bao giờ gặp mưa đá như này luôn. Ôi ôi, đá văng này. Ôi ôi. Các bạn thấy là trận mưa rất là lớn. Tôi thì đỡ.
đá văng vào nhà đấy cả nhà đây. Tới tí nữa được anh ơi, ok. Tới móc nhẹ đây tí nhá. Lên đi em xin nhan. Lên đi em xin nhan cho thêm khoảng một tí là được rồi. Móc nhẹ sang đây tí. Ừ. Trận mưa đá quá to các bác ạ. Bây giờ là đá chảy từ mái nhà xuống kìa. Cứ tưởng là ngớt mưa rồi lại tiếp tục lại mưa tiếp. Mưa cả tiếng rồi. Có điều là em không có quay liên tục. Anh Sự ơi, ra kiểm tra xe em có bị rột nước không? Đây. Mở xem xe có bị rột nước không nào? Vừa mưa đá đậu ở ngoài mãi mới chạy vào đây được. Thắng ơi, kiểm tra phát. Đấy, chứ xe là an toàn không có vấn đề gì anh em ạ. Thắng thử mở xem xe có sao không? Vừa đây đậu ngoài mãi ấy. Đậu ngoài mãi mới chạy được, dọn mãi mới được đây, không biết là có sao không. Giờ bạn kiểm tra xem có bị rột nước không. Trèo lên đây, ngóng đi, xong rồi anh em mình di chuyển đây. Xong hết rồi đấy. Đây. Thấy khắc nghiệt chưa? Vừa mới nắng xong rồi, giã phát mưa đá luôn này. Bây giờ hiện tại là anh em mình sau khi trận mưa đá xong ấy, thì gọi là chưa hoàn hồn với trận mưa đá, vì anh em là lo chạy trốn để cho khỏi vỡ kính. Thì giờ mình đang trở về Mường Lống này, anh em sẽ là nghỉ buổi tối. Đây là Hậu, bạn Hậu là bị ướt hết cả áo luôn các bạn ạ. Hậu là có kênh là Minh A Quy các bác và các bạn sang ủng hộ cho bạn Minh nhá. Bạn đã quên bạn Hậu nhá. Bạn Hậu ấy là gọi là mạnh thường quân lớn ở trên kênh của bạn Nguyễn Tất Thắng đấy. Sau cái ngôi nhà của em Phạm Dũng xây dựng cho bà con ở trên Mèo Vạc là ngôi nhà thứ 108 là Phạm Dũng, còn ngôi nhà thứ 109 là bạn Minh là người tài trợ cho bà con hoàn toàn bằng tiền túi. Bạn Hậu tài trợ hoàn toàn bằng tiền túi, nên là quý vị ở trên kênh Tú sang ủng hộ cho bạn Hậu một follow. Cháu chỉ cần 3.000 follow nữa thôi các bác nhá. Đã đủ cái các bác giúp cháu kiếm cái nút bạc cái. Đủ nút bạc vì là bạn này bạn làm YouTube là thực sự là vì đam mê, vì bạn ấy có công ty. Có công ty nên là chỉ là đi chia sẻ với anh em cho vui thôi. Nên là chứ không phải là đi làm gọi là chuyên về YouTube. Nên là mình cũng là gọi là mạnh dạn đề xuất với các bác là ủng hộ. Và hôm nay bạn Thắng nào thấy cái sự khắc nghiệt của Nghệ An chưa? Quá khắc nghiệt. Vừa mới đang nắng nóng gần chết nóng xong rồi mưa đá luôn, lại sang mưa đá. Trận này chưa qua, trận khác lại tới. Dính nhà cái đá quá. Rồi đầu ấy. À. Lúc đấy ở dưới to lắm. Trời nhám đá đấy. Phải lăn xả để gọi là đi nhặt ván để che xe không vỡ xe. Nhất là cái xe của Thắng thì lo hơn đấy, vì là có cửa sổ lóc ấy. Đúng rồi. Nên là phải lo là bảo toàn rồi chạy sang cái nhà bên này để đậu ở trong nhà. Nhưng mà lúc đấy đã mưa đá chưa? Rồi. Mưa cái xuống phải lo chạy rơi luôn. Mấy chục viên rồi. Yeah. Lúc cùng chạy chỗ đậu. Cũng dính đá rồi. Đấy, thực sự là bay về mưa đang nhỏ ấy. Xe của anh cơ mà. Dính rồi. Em xuống còn đang lùi là cái hộp nó chỉ nhỏ tí này thôi chứ chưa bị to như hôm đó trên nhỏ, nhưng mà nếu đầu nhọn vào vẫn là vỡ mồm. Là thế à? Vì cái lực rơi trên cao mới vỡ, cái lực cái nhọn này, cái nhọn nó mà chọc không vào. Hôm nay đá nhỏ bị ít thôi, rơi vào ít.
nhỏ, nhưng mà nếu mà đã tròn không sao, đã chỉ có cạnh mà phát là ối thôi. Ôi. Đây là mực lóng là làm ở độ cao 1.500m so với mực nước biển, là cái nơi cũng cái bản người Mông khá là cao của Nghệ An đấy các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đưa anh em đến chỗ hôm tây để nghỉ ngơi, rồi tí nữa chia sẻ các bạn cái bữa ăn ở đấy. Đấy, cổng trời đấy. Cổng trời mừng nữa. Cổng trời mừng. Mai chào bác ở đây. Mai, yeah. Mai đi chợ thì chào đây nhá. Đẹp quá nhỉ. Thấy bản Mông ở dưới bạn ạ. Đây à? Khu này cũng gần biên giới à? Không, xa. Xa mấy chục cây. Khu này là khu Cao Lão Trang. Không. Nhưng mà đại loại là mình cứ định hình là nó cách biên giới mấy chục cây thôi, nhưng mà nó thuộc cái vùng sâu vùng xa, giống như kiểu là bạn cứ đi Mèo Vạc thì đến trung tâm Mèo Vạc, cái trung tâm của Đồng Văn chẳng hạn thế. Hoặc là Yên Minh chẳng hạn thế, xa xa như thế đấy. Và bây giờ thì mình sẽ gặp lại ở chỗ hôm tây này, tối nay anh em mình ăn bữa cơm tối nhé. Vâng ạ. Đây, anh em mình tới hôm tây để nghỉ rồi các bạn ạ. Đầu đi vào ngủ nghỉ thôi. Hello. À, xe của Thắng là không có vấn đề thì các bác yên tâm nhá. Chỉ có gọi là lúc đấy Thắng xuống để trêu tí thôi. Đây là khu này, khu Mường Lống. Cái nhà sàn này có bao nhiêu phòng em? 12 giường mà có bao nhiêu dựng người ở rồi? Bọn anh 8 người đã hết không hay là có đội khác ở cùng không? À, mình đội anh này, ừ, thế tốt. Thế là đội anh bao hết cái nhà này rồi à? À, anh em mình ở cái nhà này. Ừ. Đấy. Thế chỗ tắm ở đâu hả em? Chỗ tắm ở đâu? Ở dưới này luôn à? Ừ. Chỗ này là bản người Mông ở đúng không? Mường Lống một người Mông à. Người Mông, em đấy là người Mông hay là người gì? Cho đồ lên cho anh ấy, chỗ này có nóng lạnh không? Có. Em người Mông hay là người gì? Em người Thái. À, người Thái à? Thái. Sao người Thái sang đây làm việc cho người Mông nữa à? Vui nhờ. Vẫn ok. Còn nguyên đúng không? Vẫn còn nguyên. Bây giờ thì anh em mình đã có mặt tại chỗ homestay của Mường Lống Eco Grand. Thì hôm nay mình đặt phòng và đặt đồ ăn đây cho anh em rồi. Về đây là chỉ việc là đến ăn cơm thôi, cũng là cơm đạm bạc thì có thịt rang, thịt nướng rồi cá lăng. Đấy, có mấy món là về cá lăng nữa bạn ạ. Cá lăng của thủy điện Bản Vẽ đấy. Anh em mình thì hết sức là lành mạnh. Chuyến này Thắng, Nguyễn Tất Thắng là đã thành công trong cái thương vụ là bẻ Mạc Minh từ một thần tiểu mà chuyển thành gọi là một con meo meo. Thôi, chúc mừng cho Mạc Minh hôm nay đã là ngoan hiền rồi nhá. Cô ca thôi. Đấy, các bác thấy vâng, chúc mừng anh em nhá. Hôm nay là Thắng thấy đây là cái gì nhỉ, địa chỉ nhỉ? Trực tiếp à? Thế thôi em bỏ đây. Anh nào uống đá không? Anh em đâu, tôi muốn hô phát cô ca là phải hô. Rồi, anh em ơi. Nào, 2 3 rô, 2 3 rô, 2 3 uống. Đấy anh em thấy lành mạnh không? Hôm qua là uống nhiều nhà anh Bắc rồi. Nên là cả cái quãng hành trình lần này thì anh em là đi xe nhiều. Đấy, để đảm bảo cho sức khỏe là có anh em dùng cho con bác nhá. Nên là anh em là kiêng rượu bia một chút. Thắng nhá. Gặp lại đi. Bạn Thắng. Miếng tình cảm này. Em mời các bác nhá. À, gặp cho anh sự miếng luôn cái thầy Xuân Hữu đàn tính này. Vâng. Em đưa anh gắp cho miếng tình cảm nào, mấy khi về miền Trung thì hôm nay mới đặt cơm để gọi là sớm để tôi mời anh em. Vâng. Đấy. Đấy. Mình. Anh Tú chăm sóc anh em như hôm nào về đến Hà Tĩnh thì lại tiếp tục bữa khác nữa. Thì hôm nay cũng gọi là mới có dịp mà để ngồi nó nói chuyện với anh em, nhưng mà cũng là chưa có gọi là những cái gì nó đặc biệt được thì ở trên này vùng núi. Cho nên là mình cũng ăn uống gọi là bữa cơm để chào mừng anh em đến với miền Trung các bạn ạ. Hôm qua thì quay chủ yếu trên kênh của anh Nguyễn Nhật Bắc. Thì hôm nay là cảm ơn đến bạn Nguyễn Tất Thắng đã hướng về miền Trung với những nơi mà bà con đang còn hết sức khó khăn. Với hai nữa là bạn Hậu. Đấy, một doanh nhân trẻ thành đạt. Rất là có tấm lòng hảo tâm mà đồng hành rất là nhiều. Đấy. Thì cũng đã đồng hành trong chuyến đi miền Trung. Hai nữa đó là doanh nhân Mạc Minh, là lương y về phương thuốc khấu váy lèng và rất là nhiều phương thuốc khác mà
chăm sóc sức khỏe thì các bạn xem kênh Tú là... biết rồi đấy. Thì các bạn mà yêu mến thì hãy nhớ ủng hộ giúp cho bạn Hậu một lượt đăng ký mới để cho bạn Hậu là đạt được 100.000 cho bạn ấy, Minh A Quy, kênh Minh A Quy nhé, còn 3.000 nữa thôi cho bạn ấy gọi là vui vẻ phấn khởi, gọi là có động lực để đi giúp đỡ bà con. Đấy. Còn đây là cảm ơn đến gọi là Xuân Hữu đàn tính, là nghệ nhân Xuân Hữu, là nghệ nhân về đánh đàn, thì các bạn đã xem đoạn trong thủy điện bản vẽ là Xuân Hữu đã đánh đàn rất là ngẫu hứng, là lúc mặt Minh đang ngủ. Đấy, đang ngủ ngáy luôn. Anh Sự. Đấy. Taxi dù. Đấy, nhân vật là huyền thoại taxi dù của Hà Giang. Còn đây là em cameraman. Thì cũng là trước đây em cũng làm kênh nữa, thì cũng là kênh mà bốn chàng ngự lâm người tài, hiện tại giờ là có tên là Tem Nguyễn Tất Thắng. Thì bây giờ mời anh em ăn đi, còn mình nói thôi. Em nói thôi, em đói cũng được. Đây là cá lăng xào lấm anh em ạ. Ăn em, anh em ăn ăn ăn. Còn đây là gà rang gừng này, thịt rang cháy cạnh này, thịt lợn bản nướng này, cá lăng nấu chua. Mấy món anh em mình gọi ra để ăn cơm. Trứng đà điểu à. Nói chung là chuyến đi làm là những cái việc mà thiện nguyện ý nghĩa, vừa đi khám phá vừa đi chia sẻ đời sống, cho nên anh em mình cũng ăn uống theo tính chất là nó vừa phải, hài hòa. Cái này là quá rồi đấy, các ông phải gọi nhiều rau rau tí, ăn nhiều thịt quá. Nhưng mà thôi, hôm nay là bữa đầu. Từ mai khác. Rồi, từ mai sẽ rút kinh nghiệm còn ăn rau. Anh xin nhá. Nấm hương này. Anh em mình hôm nay thế nào, là bạn Thắng cho cái về chia sẻ một chút về cái khí hậu về miền Trung, là đi đường mình hỏi là cũng hơi vội, là chưa có được chia sẻ nhiều ấy. Khí hậu miền Trung là hôm nay Thắng đi gặp là 3 kiểu thời tiết. Buổi sáng thì mây mù mát lạnh, buổi trưa thì nắng gió kinh khủng luôn, hầm hập ra gió, nhưng mà gió thì nóng. Đến buổi chiều thì dội cho ráo nước, mưa đá tầm tã. Mấy anh em là bây giờ như anh Sự là bị cắm sừng kìa, 2 quả lên đầu. Đấy, đá rơi vào đầu. Đấy. Mà hôm nay chỉ có mỗi Hậu Sự là bị rơi vào đầu. Đội Hậu Sự là bị mưa đá vào đầu các bạn ạ. Còn lại anh em khác là anh hùng núp hết. Cần cái 20.000 nhiều lắm đấy. Anh em mình bây giờ đi hỏi thăm ai là người ta hết sức là dè. À, rau đến rồi. Sợ hãi. Đây, yêu cầu rau là có rau các bạn nhé. Ừ, cho ra giữa, cho anh bát cơm nữa. Đúng rồi. Ui dồi, dạ. Rau này rau gì nhỉ? Rau cải xào rồi. À. Đây là đúng cải kiểu cải mông thôi này. Cải mèo đó. Đấy, còn ngoài ra hôm nay có một người em nữa ở trên này, thì đó là em Gió Lào TV đang quay phim giúp cho Tú. Vừa rồi là mình có về thì cũng gặp gỡ giao lưu cùng anh em, nhưng mà khi đó thì đưa đi cái thác quay mà thác bị cạn nước. Hôm đấy đưa về bảo quê em có thác đẹp lắm. Em về đến huyện Tân Kỳ tính quay cái thác đấy mà thác bị cạn nước các bạn ạ. Hôm nay đi cùng thì Gió Lào tắt điện luôn vì gặp mưa đá. Bình thường hôm nay anh em đang kêu có ông Gió Lào đi đeo nóng quá, chiều nay tương dương dội trận mưa đá luôn. Nhưng mà cũng khiếp nhỉ, lúc mưa đá không biết là các ông ở dưới như nào, nhưng mà tôi ở trên là lo. Tôi cũng định chạy ra nhưng mà sợ trời ném đá. Không, tôi là lúc đấy đang đá nhỏ là anh em đã kịp chạy vào rồi. Mà tôi cứ lo là đá to đùng ấy. Sợ là đá cục cục như đợt vừa rồi ấy. Thì rất là lo, mà may quá là đá nhỏ nhỏ các bạn ạ. Nên là cũng đỡ. Nhỏ như kiểu là hạt hạt nhãn ấy. Đúng rồi. Anh Tú là anh hùng núp, thế là quần áo là ướt hết luôn. To đấy, hiện bằng ngón chân cái đấy. À, to ấy. Anh vẫn gặp viên to chân cái à? Chân cái luôn. Cái lúc là có viên thì như này luôn. Thật mà. Như nhảy qua lúc nó xuống nó nhảy, lúc là chị em ở trên chỗ đồn đấy, nó nhảy nó vỡ.
Thật mà, to. Cái này là to mà. Cải mèo các bạn ạ. Anh nhìn thấy con hiếu con to mà nó trên cái luôn. À, có lẽ là cái chương trình của anh em mình đi là nó đang còn dài. Cũng còn rất là nhiều điều để tâm sự với nhau và tâm sự với quý khán giả. Thì ngày mai lại là có một cái hành trình mới nữa. Sáng mai tôi sẽ đưa team Nguyễn Tất Thắng cùng anh em là sẽ là lên chợ phiên Lậm Cắn ở biên giới Việt Lào. Sau đó là sẽ là đi những hành trình mà vùng cao. Thì bây giờ mình sẽ kết thúc clip sớm để cho anh em nghỉ ngơi ăn cơm. Đấy, các bạn yêu mến thì nhớ ủng hộ lên kênh của bạn Nguyễn Tất Thắng, rồi kênh Minh A Quy, rồi kênh của team Nguyễn Tất Thắng, rồi anh Sự Taxi Dù, rồi Mạc Văn Minh. Đấy, bây giờ thì Tú cùng với anh em là xin dừng clip ở đây để ăn cơm. Cảm ơn quý khán giả đã đồng hành cùng anh em mình trong chuyến đi lần này. Tạm biệt cả nhà nhé.